thành công thì sẽ có phương pháp, nhưng thất bại thì lại có lý do. Có bạn nói với gái rằng TikTok bữa nay đăng một tấm ảnh không được 60 giây, 3 phút với 10 phút còn có được, chứ 60 giây là chuyện nhỏ. Các bạn cứ chờ xem, gái làm thử được không nha. Khi vào TikTok để đăng ảnh, các bạn kéo qua chỗ máy ảnh, sau đó thì chúng ta có thể chỉnh sửa là 15 giây, 60 giây hoặc là 3 phút. Bấm vào ô hình vuông bên tay phải, bấm ảnh, chọn một tấm ảnh và tải lên, bấm vào tiếp, bấm tiếp một lần nữa. Ở đây gái sẽ chọn chế độ chỉ mình tôi và bấm vào tùy chọn khác để lưu vào thiết bị. Bấm đăng video, sau khi đăng video xong, quay về thư viện ảnh kiểm tra thì thấy chỉ có 10 giây. Vì vậy, thay vì đăng chỉ một tấm ảnh thì các bạn bấm vào video và chọn một video nữa để đăng lên và bấm vào chỉnh sửa. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy một video đằng sau và một tấm ảnh đằng trước. Bây giờ chúng ta bấm vào tấm ảnh và chúng ta dùng tay kéo dài tấm ảnh đó ra, muốn kéo dài bao nhiêu phút thì chúng ta cứ kéo. Sau đó bấm vào video, bấm xóa. Giờ thì chỉ còn mỗi cái hình ảnh mà thôi. Và ở đây gái sẽ chọn đăng chỉ mình tôi và lưu vào thiết bị để cho các bạn xem kết quả nha. Sau khi bấm đăng thì mọi người sẽ vào kiểm tra cùng gái nha. Video đã là hơn 2 phút nè. Chúc các bạn thành công. Đừng quên bấm đăng lại video để cho nhiều người cùng biết nha. Gái đã làm được. Còn bạn thì sao?